Vì sao công an Hưng Yên khởi tố bị can đối tượng bắt cóc, sát hại bé gái Hà Nội? Chủ tịch phường không chịu đo nồng độ cồn nói gì? Truy bắt kẻ táo tợn xông vào nhà sách cướp tài sản ở Đồng Nai. Chăn khủng nuốt dê được thả về môi trường tự nhiên. Dự báo Nam Bộ sắp có mưa to đến rất to. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, vụ việc bảo mẫu bắt cóc rồi sát hại bé gái sinh năm 2021 đã khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, vụ bắt cóc xảy ra tại Hà Nội, nhưng cơ quan công an Hưng Yên lại khởi tố đã khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Theo đó, nguyên lãnh đạo công an quận Đống Đa Hà Nội đã lý giải điều này. Ngày 22 tháng 9, chỉ huy công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang 27 tuổi, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang về tội giết người. Trang là nghi phạm đã bắt cóc và sát hại bé gái sinh năm 2021 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, xảy ra hôm 19 tháng 9. Lý giải việc tại sao vụ bắt cóc bé gái xảy ra tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhưng công an tỉnh Hưng Yên lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang về tội giết người. Nguyên lãnh đạo công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết, do hành vi giết người của bị can này xảy ra tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, thi thể nạn nhân tìm thấy ở Hưng Yên, do đó công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vị này cho biết thêm, để có thể ra quyết định khởi tố bị can, công an tỉnh Hưng Yên đã có những tài liệu chứng cứ để xác định hành vi phạm tội giết người của người phụ nữ này. Trước đó, ngày 19 tháng 9, mạng xã hội lan truyền ghi lại cảnh người phụ nữ bắt cóc bé gái sinh năm 2021 tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ mặc áo màu đỏ, quần màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, bế bé gái ra vỉa hè chỗ đỗ xe. Người này sau đó chở bé gái trên xe máy màu trắng. Nhận tin báo, công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đề nghị công an tỉnh Hưng Yên và công an tỉnh Bắc Giang phối hợp điều tra vụ bé gái trên địa bàn bị bắt cóc. Cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền. Sáng ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái bị bắt cóc dưới mương nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đại diện công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình truy bắt hung thủ, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái dưới mương nước. Liên quan đến vụ một chủ tịch UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Trưa ngày 22 tháng 9, người này đã lên tiếng về vụ việc. Theo đó, ông LHQ, chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết, ngày 21 tháng 9, ông đã có báo cáo giải trình với cấp trên. Tuy nhiên, theo ông Quy, một số thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí chưa hoàn toàn đúng. Ông Quy khẳng định trưa ngày 22 tháng 9, cơ quan chức năng đang xem xét việc xử phạt, chưa có quyết định nào cả. Được biết, lãnh đạo quận Hoàng Mai cũng đã nắm được thông tin liên quan đến việc chủ tịch UBND phường Trần Phú không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông. Hiện quận Hoàng Mai đang thực hiện các quy trình liên quan. Trước đó, theo nguồn tin, lúc 22 giờ ngày 18 tháng 9, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Giải Phóng, địa phận quận Hoàng Mai, đã phát hiện ô tô con nhãn hiệu Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 30H318XX có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nam tài xế có biểu hiện không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng như không xuất trình giấy tờ liên quan, không chấp hành việc đo nồng độ cồn. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với trường hợp vi phạm này. Tuy nhiên, tài xế này vẫn không chịu ký vào biên bản. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 30H318XX ra quyết định xử phạt đối với nam tài xế ô tô này về các lỗi không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có bảo hiểm xe. Tổng hình phạt những lỗi trên, tài xế bị phạt 56 triệu đồng. Sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định năm tài xế là ông LHQ, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video lần sau. Mới đây, trên địa bàn xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ cướp tiệm sách táo tợn khi tên cướp đã sử dụng súng để uy hiếp và khống chế chủ cửa hàng. Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an huyện Long Thành và công an 5 xã có địa bàn dọc theo tuyến quốc lộ 51 truy bắt đối tượng nguy hiểm này.
Ngày 22 tháng 9, Công an huyện Long Thành đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt đối tượng xông vào nhà sách để cướp tài sản. Trước đó, khuya ngày 20 tháng 9, khi nam nhân viên nhà sách Phước Thái, xã Phước Thái đang đóng cửa, thì bất ngờ một thanh niên xông vào, cầm theo súng khống chế và đe dọa. Tại đây, đối tượng yêu cầu nhân viên nhà sách đóng cửa cuốn lại, đi vào phía trong nhà sách. Thấy chị T chủ nhà sách, đối tượng chĩa súng khống chế đe dọa, yêu cầu đưa tiền. Lo sợ, chị T đã lấy toàn bộ 12 triệu đồng trong hộp tủ đưa cho kẻ cướp. Lấy được số tiền trên, đối tượng nhanh chóng rời nhà sách, đi bộ qua đường phía đối diện rồi tẩu thoát. Trước khi gây án, đối tượng đón xe ôm công nghệ đến ngồi gần ở đó, chờ thời điểm phù hợp thì xông vào gây án. Trước việc liên tục xảy ra các vụ mâu thuẫn, xô xát tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 22 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn này ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng vụ bắt nạt tại các cơ sở trường học, nhất là học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, làm ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, thể chất của các em. Đồng thời tác động xấu đến môi trường giáo dục, tạo ra dư luận không tốt trong quản lý và giáo dục học sinh. Để kịp thời ngăn chặn các vụ bắt nạt tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương có liên quan, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu, đối với các em có hành vi bắt nạt bạn tại trường học, đề nghị phải có giải pháp xử lý phù hợp và đúng với quy định. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trường lớp, học việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, phòng chống các vụ bắt nạt tại trường học, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền, xử lý các vụ bắt nạt tại trường học đảm bảo công khai, nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng giao cho Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công an các cấp, phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, xử lý các vụ việc bắt nạt tại trường học theo quy định. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu được đưa ra ngay sau khi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu xảy ra vụ bắt nạt tại trường học. Cụ thể, vào ngày 19 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 30 giây. Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác màu xanh nhạt từ phía sau tấn công một nữ sinh mặc áo dài trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Sự việc xảy ra tại khu vực bên trong cổng trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển. Điểm học nằm trên đường Cách Mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo nhà trường phối hợp cùng với gia đình hai bên ngồi lại với nhau để nói chuyện. Bà Sang thông tin thêm, cơ bản vụ việc đang được xử lý ổn thỏa, đồng thời đề nghị nhà trường khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Mới đây, Hạt Kiểm Lâm huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đắc Rông tiến hành thả một con trăn khủng về với môi trường tự nhiên. Trước khi được thả, con trăn này bị người dân phát hiện, bắt giữ khi đang nuốt một con dê sống. Trưa ngày 22 tháng 9, Hạt Kiểm Lâm huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau một thời gian cứu hộ chăm sóc cá thể trăn lớn do người dân bắt được đã thả về môi trường tự nhiên ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đắc Rông, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị. Cá thể trăn được thả về rừng vào sáng ngày 22 tháng 9. Địa điểm thả là vùng rừng tự nhiên nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Đắc Rông. Khu vực này được Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đắc Rông bảo vệ và cách xa khu dân cư. Trước đó, ngày 31 tháng 8, ông Trần Chất ở thôn Phan Xá Phường, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ đi làm rừng thì phát hiện một con trăn lớn đang nuốt một con dê nên hô hoán mọi người đến bắt. Bốn người đàn ông đã hỗ trợ nhau bắt cá thể trăn, sau đó thông báo với cơ quan chức năng và bàn giao nguyên vẹn. Được biết, cá thể trăn mà người dân bắt được nặng 24 kg, dài hơn 4 mét. Thời điểm phát hiện, trăn đang nuốt một con dê nặng gần 10 kg. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung thu. Đây là một trong những ngày được trẻ em mong đợi nhất trong năm và cũng là ngày lễ quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Theo đó, ghi nhận trên thị trường đồ chơi Trung thu năm nay đa dạng về mẫu mã, từ truyền thống đến hàng ngoại nhập. Trong đó, các mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm phần lớn và được rất nhiều người ưa chuộng. Tôi thấy là mặt hàng Trung thu năm nay rất là đa dạng. Và thực ra thì chúng tôi thích nhất là đồ truyền thống của Việt Nam. Phong phú dưới cái tiết trời của mùa thu Hà Nội là mọi người thấy rất là dễ chịu. Và cái cuộc sống của người dân đây nó tóm lại là rất là náo nhiệt để chuẩn bị đón cái Trung thu.
Gần tới Trung thu, con phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội càng trở nên tấp nập bởi người mua kẻ bán. Khắp các phố chợ được tô điểm bởi màu sắc rực rỡ của các loại đèn lồng, đèn ông sao, các mặt hàng đa dạng về mẫu mã, từ đồ chơi truyền thống đến hàng ngoại nhập. Trong đó, các mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm phần lớn lượng sản phẩm tại các gian hàng và được rất nhiều người lựa chọn. Mình đang chủ yếu là chọn những cái đồ truyền thống một chút, ví dụ như là đèn ông sao này, những cái mẹt gỗ các thứ ngày xưa, với lại những cái đèn lồng. Thật ra thì những cái đồ hiện đại bây giờ mình thấy là người ta hay thiết kế để trẻ con ấy, những cái hình hoạt hình trẻ con hiện tại thì các em sẽ thích. Tuy nhiên thì khi mà làm ví dụ ở môi trường công ty hay là những cái mà đối tượng lớn tuổi hơn thì thường mọi người sẽ thích những cái mà nó liên quan đến truyền thống hơn một chút. Nên là mình sẽ ưu tiên chọn những cái truyền thống, ví dụ mình muốn mang truyền thống về cái không khí văn phòng, nó sẽ như kiểu mọi người được trở về tuổi thơ của mình ấy. Mình thấy rất là thích vì sản phẩm năm nay rất là đa dạng, phong phú và nhiều mẫu mã mới so với năm ngoái. Đặc biệt là ví dụ trên tay của mình đây là một chiếc đèn lồng rất là bắt mắt, nhỏ xinh và rất đáng yêu. Mình tin là trẻ con bạn nào cũng thích những sản phẩm như thế này. Theo các tiểu thương, ngoài việc chú trọng về hình thức, chất lượng và độ an toàn của sản phẩm cũng là lý do khiến nhiều người lựa chọn các mặt hàng truyền thống. Dù sao chăng nữa mình là người Việt Nam, rồi thì truyền thống Việt Nam người ta cũng muốn gìn giữ cái bản sắc dân tộc, bản sắc mà người ta không muốn dùng những cái hàng hiện đại, bởi vì hàng hiện đại bây giờ nó có thể là có những cái mặt người ta cũng nghe đồn đại có mặt này mặt khác, cho nên người ta cũng có người dùng có người không dùng, nhưng mà đại đa số là người ta vẫn dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đồ chơi truyền thống, những món đồ chơi ngoại nhập được sản xuất trong dịp Tết Trung thu cũng được nhiều cửa hàng bày bán, chủ yếu là đèn lồng nhựa phát sáng, đèn lồng phát nhạc và mặt nạ nhựa. Nối tiếp bản tin là những thông tin cập nhật mới nhất về thời tiết. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 24 tháng 9, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối. Thông tin chi tiết sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin sáng của chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ, rãnh áp thấp qua Nam Bộ hoạt động mạnh dần lên. Gió có cường độ yếu trên khu vực Nam Bộ. Trên áp cao, cận nhiệt đới và có trục qua phía Bắc của Bắc Bộ lấn Tây. Từ 48 giờ đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp vắt qua Nam Bộ, xu hướng hoạt động mạnh dần. Trong khi ở phía Bắc từ ngày 24 tháng 9, áp cao lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam, chi phối đến thời tiết của các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ khoảng ngày 27 tháng 9, áp cao lạnh di chuyển ra phía Đông suy yếu, rãnh áp thấp xu hướng di chuyển lên phía Bắc với khả năng hình thành vùng áp thấp ngay trên khu vực Biển Đông, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ mạnh dần từ ngày 25 tháng 9. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua biên giới phía Bắc của Bắc Bộ, lấn Tây hoạt động mạnh. Khoảng ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu rút ra phía Đông. Trong khi nhánh phía Nam nâng trục lấn Tây vắt qua khu vực. Do đó, trong khoảng thời gian từ 24 đến ngày 29 tháng 9, Nam Bộ có mưa diện rộng, có nơi mưa to, nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, lốc sét cùng với nguy cơ ngập ở những vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước, nhất là vùng nội thành. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất, quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube Báo Lao Động. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.